Hello anh em, chào anh em đã trở lại với Shiro của mình, Shiro của Thạch Dinh My. Rất vui mình được gặp nhau với những clip. Thì hiện tại mình đang có mặt tại game One Piece Fighting Pass nha anh em. Thì nói chung là như đã hứa ngày hôm qua và cũng như là muốn giúp đỡ cho thật là nhiều anh em chưa biết làm cái event trung thu của game đợt này. Thành ra mình sẽ làm một cái clip để hướng dẫn anh em nha. Chúc anh em một ngày vui vẻ và xem clip nhớ like, subscribe để cái kênh để ủng hộ cho mình. Hôm nay thì cũng là một ngày cuối tuần, ngày Chủ nhật rồi. Thì chúc tất cả anh em một ngày cuối tuần thật là vui vẻ luôn, không làm mất thời gian của anh em nữa. Thì giờ mình sẽ hướng dẫn ngay luôn nha. Đầu tiên, sau khi anh em đăng nhập vô game như thế này thì anh em sẽ kích vào cái biểu tượng này. Đây là cái biểu tượng có thể gọi là một cái hộp quà nha anh em. Thì anh em nhấp vô hộp quà này nha. Rồi thì ở đây có khá là nhiều event. Đợt này thì như là có khoảng 3 event đúng không ta? Cái này là một event này là event điểm danh thôi, thì lát mình sẽ nói sau nếu mà còn thời gian. Event này là event anh em làm nhiệm vụ để anh em lấy điểm, rồi sau đó anh em nhận quà thôi. Rồi, còn event này thì event cũ, bạn nào chưa làm xong thì có thể làm nha. Mình thì mình đã làm xong rồi. Cái này thì mình đã có clip riêng rồi nha. Rồi, và đây là event mà hôm nay chúng ta sẽ nói tới, đó là event trung thu. Đấy, thì chúng ta có một cái biểu tượng thế này, sau đó chúng ta nhấp vô cái nút vàng nha. Rồi, nhấp vô đây để anh em tiến hành là đi vào hoạt động nè. Rồi. Thì sau khi mà anh em đã nhấp vào thì nó sẽ hiện ra như thế này. Ui. Đó, nó sẽ ra như thế này. Thì chúng ta sẽ chọn cái nút giữa nha. Nút giữa là cái nút là đi vào hoạt động tiếp. Thì hôm nay sẽ nhấp vô nút giữa nha. Rồi, ok. Để mình chỉnh lại khung hình cho nó phù hợp đã. Rồi, thì hôm nay thì nội dung của mình chắc là sẽ nói đến 4 vấn đề. Thứ nhất đó là hướng dẫn anh em cách chơi cái hoạt động này. Cái thứ hai là hướng dẫn cho anh em cách để làm trọn vẹn 100%, tức là cái link sao chép để anh em giúp đỡ nhau, mà mình thấy các anh em thấy là bạn bè rất là nhiều trong người trong group đã gửi cái link đó để nhờ anh em giúp đỡ đấy. Vấn đề thứ ba đó là chỉ cho anh em cách khắc phục vô cái này mà nó bị cái lỗi xoay màn hình, tức là bị xoay cái điện thoại đó. Và thứ tư đó là giải thích cái cơ chế cho anh em hiểu thật là rõ ràng. Rồi, ok. Mình xin nhấn mạnh lại một lần nữa là này mình chỉ hướng dẫn cho những bạn nào đã chưa biết nha. Còn những bạn biết rồi thì nếu mà anh em xem clip ủng hộ mình thì mình rất là vui. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây, sau khi mà anh em vô như thế này thì như anh em thấy là chúng ta có đây là nguyên liệu bột mì. Đây là một cái nguyên liệu rất cần thiết khi mình làm bánh. Thì ở đây anh em thấy là có số 2, tức là chúng ta có 2 bột mì. Ở bên dưới thì tổng cộng có 5 nguyên liệu. Nguyên liệu thứ nhất là đùi gà, thứ hai là trứng, thứ ba là cua, thứ tư là thịt, và bên thứ năm đó chính là xoài đó. Thì chúng ta hiểu nôm na là nếu mà bột mì này ghép với xoài thì ra bánh trung thu xoài, ghép với thịt thì ra bánh trung thu thịt, ghép với cua này thì ra bánh trung thu hải sản, cái này thì bánh trứng, và ở đầu là bánh trung thu thịt, kiểu vậy đó. Chúng ta hiểu nôm na là vậy. Thì mỗi ngày em đăng nhập vô thì em sẽ nhận được hình như là free một bột mì với lại một nguyên liệu gì đó. Thì như em thấy là mình được free một cái bột mì với lại một cái xoài. Còn cái này tại số 2 là tại vì hồi nãy mình làm cái kia luôn rồi, cho nên là được lên 2. Thì bây giờ lát mình sẽ chỉ cho anh em cách đó luôn. Đây, thì mới vô cơ bản mặc định auto là anh em sẽ được một cái bột mì và một cái nguyên liệu bất kỳ nha. Còn mình thì mình được 2 tại vì mình làm cái kia rồi. Đây. Sau khi anh em vô đây anh em nhận được quà rồi thì anh em nhìn ở phía bên dưới có một cái nút màu xanh. Nó có một cái chấm đỏ, tức là anh em sẽ được nhận free tiếp. Thì bây giờ anh em nhấp vô đó nha. Đó, sau khi đem nhấp vô anh em thấy không, là đây nó có hiện một cái dòng chữ Trung Quốc. Thì tạm thời chúng ta dịch, chúng ta hiểu nôm na là anh em sẽ nhận được một bột mì với một cái nguyên liệu. Thì bây giờ chúng ta quan sát tiếp tục bên dưới là bây giờ mình được 3 bột mì với lại một cái trứng. Hình như nãy có trứng chưa ta, mình cũng không gọi này có trứng chưa. Bây giờ là tiếp tục là sẽ có một cái nguyên liệu xoài nha anh em. Như vậy là chúng ta nhận được thêm một bột mì, tổng cộng là có 3 bột mì, và ở đây thì có hai cái này để chúng ta ghép tiếp. Rồi thì bây giờ mình sẽ làm cách chơi cho anh em xem. Đầu tiên thì anh em sẽ nhấp vô một cái vật phẩm mà chúng ta đã có nguyên liệu. Thì anh em thấy mình có trứng đúng không? Cho nên bây giờ mình sẽ nhấp vô cái trứng. Nhấp vô nha. Sau khi anh em nhấp vô rồi thì nó sẽ nhảy lên đây. Đó, tức là chúng ta sẽ ghép một bột mì với lại trứng sẽ ra bánh trung thu trứng nha. Anh em thấy là mình hôm qua mình chơi rồi thì mình đã được một cái bánh này, một cái bánh này và một cái bánh này. Tổng cộng thì sẽ có 5 loại bánh. Đây, mình sẽ nói luôn về cái vấn đề này. Sau khi anh em thu thập được 5 cái loại bánh nhỏ này thì anh em ghép lên được một cái bánh to. Và trong cái bánh to này thì chứa phần quà rất là ngon. Mình sẽ nói về phần quà luôn. Anh em mở lần 1, lần đầu tiên thì mặc định auto anh em sẽ nhận được một cái danh hiệu. Một cái danh hiệu nha anh em, mình viết tắt đi. Một cái danh hiệu. Với lại 50.000 vàng, 50.000 belly đó. Rồi, đó là lần đầu tiên. Còn bắt đầu từ lần thứ 2 anh em mở trở đi thì anh em sẽ nhận được phần quà ngon hơn. Bao gồm là 50.000 vàng là auto là chắc chắn anh em sẽ nhận được, kèm theo một cái vật phẩm ngẫu nhiên, có thể đó là một cái thẻ cam vạn năng. Thẻ cam vạn năng nha anh em, tức là cái thẻ mà có thể nâng cấp cho những cái thẻ khác đó, 300 sao vàng mua trong shop á, một cái thẻ cam vạn năng, hoặc là 3 bình tẩy cam,
3 bình tẩy cam nha anh em. 3 bình tẩy cam. Đấy, bình bình tẩy tím là không nói rồi, đây bình tẩy cam nha anh em, bình cao cấp đấy. Rồi, ngoài ra thì đây có thể nhận được thêm vé vàng hoặc là vé quay thẻ. Đấy, rất là ngon luôn. Và tất nhiên thì những cái bánh này anh em cũng có thể sử dụng nha. Đây là những cái bánh nhỏ, anh em có thể sử dụng luôn nếu mà anh em thích. Nhưng mà mình khuyên anh em là nên tích 5 cái, sau đó anh em ghép lên cái to thì phần quà nó sẽ ngon và siêu to khổng lồ hơn, đúng không? Cho nên là tốt nhất đừng nên mở mấy cái nhỏ đi nha anh em. Đấy, cứ cố gắng tích đi. Khi nào mà hết event mà không đủ thì hãy sử dụng sao cũng được. Rồi. Đó là về cái cơ chế ghép bánh. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục quay lại với cái bước đầu tiên, đó là sử dụng bột mì với cái này nha. Sau khi mà anh em đã chọn vật phẩm lên đây rồi thì sau đó anh em sẽ nhấp vào cái nút vàng này để anh em tạo bánh. Thì để xem thử coi lần này được mình được bánh gì nha. Hy vọng là sẽ được bánh 1 và bánh 2, tại vì bánh 1 bánh 2 mình đang thiếu đây. Rồi, nhấp vô nè. Rồi thì như anh em thấy là mình đã được một cái bánh, nhưng mà quan trọng là cái bánh gì đây. Ok, tuyệt vời. Như vậy là mình đã được bánh số 2 anh em. Đó, nói chung là nguyên liệu mình nghĩ xem nó sẽ phù hợp, tại vì kết hợp với cái loại nào thì nó sẽ ra cái bánh đó thôi. Ok, bây giờ là mình còn thiếu cái bánh đầu tiên, tức là tương đương với cái thịt thì sao nè. Nhưng mà mình chưa có thịt cho nên mình nghĩ chắc là không ra rồi, nhưng mà không sao. Anh em cứ yên tâm nha, lát nữa mình sẽ nói rất là rõ chi. Như vậy lần này mình nhận được xoài nè, mà hai xoài luôn nè. Như vậy là hai xoài này thì chúng ta sẽ nhận thêm hai cái bánh số 5 này. Như vậy là mình dư hai cái này luôn rồi, ngon đấy. Rồi kệ, có thì cứ xài nha anh em, không có bao giờ mà dư thừa đâu, cứ yên tâm đi. Rồi, chúng ta nhấp vô xoài, sau đó chúng ta tạo tiếp. Rồi, như vậy là anh em thấy cái bánh số 5 mình lên hai cái rồi nè. Tiếp tục là anh em sẽ nhấp vô tiếp cái xoài này. Nhấp tiếp. Tổng cộng là chúng ta được thêm hai bánh số 5. Như vậy là tổng cộng như anh em thấy bây giờ là hết nguyên liệu nè. Bột mì hết nha anh em, cho nên anh em không thể nào làm được nữa. Và nguyên liệu dưới đây cũng đã hết rồi. Nhưng mà có một cái điều như thế này là bánh số 5 mình có 3 cái, tức là mình dư hai cái. Thì hai cái này anh em cứ yên tâm, lát nữa mình sẽ chỉ cho anh em cách nha. Rồi, ok. Như vậy là mình thiếu một cái bánh số 1, thành ra là chắc chắn là sẽ không ghép lên được cái bánh to rồi, tiếc quá. Chứ nếu mà được thì mình có chắc là mình sẽ quay clip cho anh em xem luôn, nhưng mà tiếc là không được. Rồi, cái điều đầu tiên mình muốn nói là xong nha, đó là cách chơi cái event này. Thì anh em cứ tạo nguyên liệu, sau đó là tạo bánh thôi. Rồi, bây giờ sang mục số 2, đó là hướng dẫn anh em cách chơi trọn vẹn, tức là những cái mã link. Thì ok, bây giờ mình sẽ vô luôn nha. Mình sẽ thoát ra ngoài cái đã. Rồi, ví dụ là sau khi anh em nhấp vô event thì nó sẽ ra như thế này. Hồi nãy thì như mình nói thì anh em sẽ nhấp vô cái giữa để chơi game, để chơi cái event. Rồi, còn cái phía bên này đó là những cái bánh mà anh em có, tức là anh em sẽ nhấp vô đây thì anh em sẽ được xem. Đây, mình sẽ nhấp vô luôn cho anh em xem nha. Đây là những cái bánh mà hiện tại anh em đang có. Thì như anh em thấy rồi, mình đang có là bánh 1, bánh 2, bánh 3, bánh 4 và bánh 5. Cái bánh này là bánh bánh cuối, tức là bánh thập cẩm đó anh em. Thì anh em sẽ ghép lên từ 5 cái. Còn bánh số 1 thì mình chưa có nè. Rồi, ok. Thì cái tác dụng của cái này thì lát nữa chắc mình giải thích bên mục số 4 là cơ chế sau nha. Rồi, nói chung là chỗ này là những cái bánh anh em có thôi, không có gì hết. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại. Ok, giờ vô lại nè. Rồi, vô lại nha anh em. Rồi, mình đã hướng dẫn cho anh em xong hai cái nút. Đó là nút màu xanh bên trái và nút màu xanh ở giữa. Bây giờ chuyển sang nút vàng nha. Rồi, ok. Thì mình chỉnh lại đã. Mỗi lần vô đây là nó bị thay đổi cái khung hình. Đây, cái nút màu vàng này là cái nút gọi là nút giúp đỡ. Thì bây giờ mình sẽ giải thích sang cái mục gọi là mục thứ hai là hoàng là làm trọn vẹn đó. Thì sau khi anh em nhấp vô cái màu vàng này, nhấp vô nha. Đó, thì nó sẽ hiện ra cái này. Cái này là một cái mã sao chép của anh em. Thì nó sau khi nó hiện ra như thế này thì anh em đừng hoang mang và đừng có sợ gì cả. Anh em tiếp tục nhấp vô đây cho mình nha. Nhấp vô cái này. Rồi, nhấp vô. Sau khi nhấp xong thì nó sẽ hiện như thế này. Tức là anh em đã sao chép thành công cái mã của anh em. Thì đây là một cái mã riêng của anh em. Bây giờ mình là tới giờ kêu gọi nè. Bây giờ tới lúc kêu gọi nè. Sau khi anh em đã sao chép xong rồi thì bây giờ việc của anh em là anh em đi sao chép cái đó gửi cho bạn bè của anh em. Nhấn mạnh, mình sẽ nhấn mạnh là không quan trọng là bạn bè của anh em có chơi cái game này hay không nha. Nếu mà chơi thì cũng không sao, mà không chơi thì càng không sao luôn. Nói chung là trường hợp nào cũng được. Anh em sẽ gửi cái mã đó cho người ta. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ luôn. Mình sẽ ra Google Chrome, sau đó mình sẽ dán cái mã đó ra nha. Đó, thì cái mã của nó là có dạng như thế này, ob.game gì đây nè. Đó, đây nha anh em. Đó, sau khi anh em đã sao chép xong thì mình sẽ enter luôn cho anh em xem được là cái link đó dẫn tới cái gì. Đây, thì nó sẽ dẫn tới cái này. Đó, tức là bây giờ của mình đang là số 3 nè, có nghĩa là mình đã giúp đỡ, mình đã được sự giúp đỡ 3 lần rồi. Cái này thì một ngày là anh em được tối đa giúp đỡ là 3 lần nha. Không thể nào tới lần thứ tư được, cái này là mặc định là 3 lần nha. Ở đây có cái số lần mà anh em còn giúp đỡ nè. Đấy, thì khi mà nhấp vô mà nó còn, ví dụ nó đây là số 1 đi, thì anh em còn 2 lần. Còn nếu mà số 2 thì còn 1 lần và số 3 thì là mát rồi. Đó. Rồi, thì anh em sẽ gửi cái link này cho bạn bè của anh em kêu là
À, mày nhấp vô cái link đó rồi nhấp cái nút vàng giùm tao kiểu vậy đó. Còn nếu mà lịch sự hơn thì bạn ơi bạn nhấp vô link đó, sau đó bạn nhấp vô nút màu vàng giùm mình nha, ủng hộ mình giúp đỡ mình đó, thì nhấp vô đây nha anh em, nhấp vô nút vàng đó. Rồi không quan trọng là bạn của anh em, bạn bè của anh em có chơi game này hay không thì cứ nhấp vô đây để ủng hộ, để giúp đỡ. Sau khi anh em đủ 3 lượt này rồi thì nó sẽ cộng cho anh em là một bột mì với lại một cái nguyên liệu bất kỳ như nãy mình nói đó. Đó là lý do tại sao mà mình hồi nãy mình được tới hai bột mì và hai nguyên liệu đó. Rồi thì anh em sẽ được một bột mì với lại một cái nguyên liệu nha. Rồi đó là cách thứ nhất, có nghĩa là anh em dùng cái cách này để anh em kêu gọi bạn bè giúp đỡ anh em là cách thứ nhất. Tuy nhiên bây giờ mình sẽ có một cái cách khác cũng khá là hay. Cách này thì mình cũng được chỉ bởi một bạn ở trong bot chat của mình, nói chung là mình cũng không tiện nói tên cho nên là cứ nói đơn giản vậy thôi. Đó là một cái ông trong bot chat group của mình, thì nói chung là anh em giúp đỡ lẫn nhau, có gì hot thì chia sẻ nhau. Bây giờ mình chia sẻ lại cho anh em nha, thì anh em thích dùng cách nào cũng được, cách đưa cho bạn bè giúp cũng được, thì nó hơi lâu hơn một xíu, còn cách này thì sẽ nhanh hơn. Đó là sau khi anh em đã có cái link mà nãy mình nói rồi đó, đây cái link này nè, cái link mà anh em sao chép đó, anh em sẽ vào ba cái trình duyệt khác nhau trên điện thoại hoặc là máy tính của anh em. Nếu mà máy tính thì sẽ khỏe hơn, máy tính sẽ nhanh hơn, còn điện thoại chắc sẽ lâu hơn một xíu đó. Anh em sẽ dán vô ba cái trình duyệt và anh em sẽ tự giúp đỡ mình, tức là anh em sẽ tự nhấp vô để giúp đỡ mình luôn, không có cần phải nhờ tới bạn bè. Thì ba trình duyệt là như thế nào mình sẽ nói rõ luôn. Thứ nhất là anh em xài Chrome, Google Chrome là một trình duyệt, sau đó anh em vô cốc cốc, cốc cốc là một trình duyệt khác, sau đó anh em có thể vô Firefox hoặc là 37ABC đó. Nói chung là rất là nhiều trình duyệt, tuy nhiên anh em chỉ cần 3 trình duyệt thôi, tại vì tối đa thì nhận được 3 lần giúp đỡ là hết rồi. Cho nên anh em sẽ truy cập vào 3 trình duyệt khác nhau để anh em dán cái link này ra, sau đó thì anh em sẽ tự kích vô cái nút vàng, tự kích vô nha, tức là anh em tự giúp đỡ mình luôn đó. Đây là cách nhanh hơn, anh em chỉ việc dán vô rồi kích 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 là xong, rất là đơn giản. Còn kêu gọi bạn bè thì có thể lúc đó bạn bè không on hay là bạn bè nhấp vô bị lắc hay gì đó nữa, rất là nhiều lý do. Rồi ok, dành cho những trường hợp mà những cái bạn nào kêu gọi bạn bè giúp đỡ mà bạn bè nói là bị cái trường hợp là cái điện thoại xoay xoay, thì anh em có thể nói là bạn bè mình hãy vuốt điện thoại xuống và bật cái chức năng tự động xoay màn hình nha. Thì đây mình có hình ảnh cụ thể luôn. Đây một cái điện thoại thì anh em phải vuốt xuống thì nó sẽ có rất là nhiều chức năng như là wifi, bluetooth, đèn pin rồi nè, thì anh em sẽ kêu bạn bè là kích vô cái chỗ này. Đây là cái chức năng tự động xoay của điện thoại, tức là lật ngang lật dọc đó, thì anh em kêu bạn bè kích vô nha, là bật cái này lên, bật cái này lên là sẽ được nha. Còn nếu mà đang tắt thì sẽ không được đâu, nó sẽ bắt nó cái điện thoại xoay xoay đó. Rồi đó là hai điều đầu tiên, điều thứ nhất là hướng dẫn anh em chơi, điều thứ hai là hướng dẫn anh em làm trọn vẹn cái vụ chia sẻ link đó. Thì anh em muốn sử dụng cách nào cũng được nha, tuy nhiên thì cách thứ hai mình nói nó sẽ nhanh hơn, tại vì anh em chỉ việc vô trình duyệt thôi. Rồi bây giờ mình nói tới điều thứ ba, đó là chỉ cho anh em cách khắc phục cái lỗi mà anh em vô cái event này mà nó bị cái điện thoại xoay xoay không vô được đó. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ chỉ cho trường hợp trên giống mình trước, đó là chơi trên giả lập, mình đang chơi giả lập LD Player thì tất nhiên sẽ có cái trường hợp là vô nó bị xoay xoay, nó sẽ không chơi được. Rồi thì bây giờ mình sẽ kéo sang đây mình chỉ cho anh em nha. Đó anh em nhìn phía bên tay phải nha, thì ở trên cái giả lập nó có một cái biểu tượng bánh răng như thế này đó, anh em sẽ nhấp vô biểu tượng này nè, cái này là biểu tượng cài đặt đó anh em. Thì sau khi anh em nhấp vô cài đặt rồi thì mặc định của anh em ban đầu nó sẽ nằm ở bên bảng như thế này đây đó, và nó đang để hình như là 1.600 hay 1.200 đấy, này mình không biết là đang mặc định ở chỗ này, nhưng mà hiện tại như anh em thấy thì của mình là không có cái dấu tích nào chỗ này cả, đúng không? Đó thì cách khắc phục cái lỗi mà bị điện thoại xoay đó, anh em sẽ chuyển sang là chế độ di động, đây chuyển sang di động nha. Rồi sau đó anh em chọn cái 900 với 1.600 hoặc là 720 hoặc là 0.080 cũng được, nói chung cái nào cũng được nha. Cái này là chỉ là kích thước thôi cho nên không quan trọng. Cái này nè, cái này là kích thước của cái hiện thị cái khung giả lập thôi cho nên không quan trọng. Như mình đây là 900 trên 1.600, có nghĩa là độ dài, độ ngắn. Còn nếu anh em chọn 1080, 1920 thì nó sẽ to hơn thôi. Đấy, thì nó là như vậy. Anh em chọn nào cũng được. Nhưng mà anh em chuyển sang di động nha. Đó, chuyển sang di động, sau đó anh em nó sẽ bắt anh em là reset lại cái LD player, sau đó anh em sẽ reset lại và vô là đảm bảo sẽ được thôi. Đó. Rồi xong. Đó, như mình đang chơi đây thì hôm qua mình cũng bị, nhưng mà sau khi mình đã chỉnh xong cái đó rồi thì được thôi. Cái này tự mò luôn anh em ơi, mình tự mò cái được luôn, ngon thiệt. Cho nên là giờ truyền đạt lại cho anh em nha. Rồi đó là chơi trên giả lập, còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em trên điện thoại, tức là anh em trên điện thoại nhưng mà anh em cũng không vô được. Sau khi anh em vô thì nó lại tiếp tục là bị cái điện thoại xoay xoay. Thì cái cách này nãy mình vừa nói xong, đó là anh em vuốt điện thoại xuống, sau đó anh em bật cái chức năng tự động xoay điện thoại đây, chỗ này đó. Sau khi đem bật xong là nó sẽ được thôi, rất là đơn giản, chả có gì hết. Rồi, ok.
Này, đó là cái cách thứ nhất của điện thoại luôn nha. Bây giờ chuyển sang có một cách khác nữa, nhưng mà cách này thì mình cũng không chắc chắn là đúng hay không, thì anh em cứ thử nha. Cách thứ hai là ở trên điện thoại đó, khi mà anh em vô cái chỗ này nè, nó bắt cái điện thoại xoay xoay đó, đây có một cái điện thoại nó xoay ngang xoay dọc như thế này, và anh em nhìn bên góc tay phải phía trên đó, góc chỗ này nè đó, anh em sẽ thấy là có ba dấu chấm, mình cũng không nhớ là ba dấu chấm ngang hay dấu chấm dọc nữa, nhưng mà nó sẽ có ba dấu chấm, một là kiểu này, hai là kiểu này. Anh em sẽ nhấp vô ba cái dấu chấm đó thì nó sẽ ra rất là nhiều chữ, ví dụ như là mở trình duyệt. Rồi thì anh em, một là anh em sẽ chọn là mở bằng trình duyệt để coi thử được không nha. Nếu mà mở bằng trình duyệt không được nữa thì anh em sẽ chọn đó là trang web cho máy tính, thì sẽ có một cái chữ đó là trang web cho máy tính, sau đó có một cái khung như thế này, anh em sẽ tích vô cái khung này, nhấp chuột hoặc là nhấp tay gì đó, nhấp vô cái chỗ cái khung vuông vuông nha, tức là trang web cho máy tính thì anh em sẽ chơi được thôi. Này đó, này ok, chắc là ok rồi. Ây da, ừ thì vừa rồi mình đã nói xong đó là điều thứ nhất, điều thứ hai, điều thứ ba. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang điều thứ tư, tức là điều cuối cùng của cái event này, đó là mình nói về cơ chế nha. Thì bây giờ mình sẽ nhấp vô event trung thu. Ok, thì cái cơ chế của cái event này là một cái cơ chế gọi là trao đổi cho nhau, có nghĩa là swap đó anh em, như kiểu là swap trao đổi với nhau. Thì lý do tại sao mình lại nói như vậy thì bây giờ mình sẽ giải thích thật là rõ ràng nha. Đây, mặc định một ngày nếu mà anh em chơi đầy đủ thì anh em sẽ nhận được là ba bánh, ba bánh nha anh em đó. Thì bây giờ ví dụ đi như là ngày 1 đi, anh em sẽ được bánh 1, bánh 2 và bánh 3. Đúng chưa? Rồi sang ngày thứ hai, anh em tiếp tục cày cái này nhưng mà nó lại ra bánh 4. Nhưng mà nó không ra bánh 5. Nó lại ra bánh 1 tiếp, thì bánh 1 sẽ lên 2. Bánh sau đó anh em lại ra tiếp một cái bánh 2 nữa, như là cái này sẽ lên 3 đúng không ta? Ủa đúng không ta? Khoan nha anh em. Ngày 1 là 1 1 1. À đúng rồi. Ngày 2 là được cái này số 1, cái này sẽ lên số 2 và cái này sẽ lên số 2. Đúng rồi, tại vì một ngày là 3 bánh. Rồi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh em đang thiếu bánh số 5. Bánh số 5 hiện tại đang không nè. Thì cái cơ chế swap này như là như thế nào? Có nghĩa là anh em sẽ được trao đổi với nhau. Tức là bạn bè sẽ có thể cho bánh nhau nha anh em. Mình nhấn mạnh lại là anh em có thể cho nhau cái bánh. Rồi, nếu mà bạn nào tốt bụng thì không nói, có thể cho hẳn luôn. Giống như mình có một cái bức hình khá là ghê mà sáng nay mình vừa thấy cho anh em xem. Đây. Có nghĩa là một cái bạn này, bạn ấy mới một ngày đầu tiên làm thôi mà bạn ấy đã có 10 bánh 1, 14 bánh 2, 12 bánh 3, 19 bánh 4 và 16 bánh 5. What the hell? What the hell? Thế này nó thiệt là mở phê luôn. Thì anh em nhìn vô bức ảnh này anh em đừng hoang mang nha, thật ra không có gì cả. Lúc đầu nhìn mình cũng rất là hoang mang và sợ hãi, cứ tưởng thanh niên này hắc hay bung gì đó. Nhưng mà sau khi đã biết được rồi thì rất là đơn giản, là cái kiểu này là kiểu anh em ban hội hoặc là bạn bè đó cho bạn ấy nha. Nói chung là có thể cho bánh trao đổi cho nhau, hoặc nếu bạn nào không lấy lại thì có thể cho hẳn luôn, cho nên là lý do tại sao bạn ấy có nhiều bánh như thế này là như vậy. Rồi bây giờ quay lại với cái này, thì như anh em thấy là như mình nãy mình nói là anh em sẽ có hai bánh này, hai bánh này, một cái này và một cái này đang thiếu này, đúng không? Thì anh em sẽ có thể là chat với bạn bè của anh em, những bạn nào mà chơi chung game và đang chơi cái event này á, là bạn ơi mình đang thiếu cái bánh số 5, bạn có dư bánh số 5 không, cho mình rồi mình sẽ đổi lại cho bạn một cái bánh nào đó bạn thiếu. Thì ví dụ thằng bạn của bạn đang thiếu bánh số 1 đó, mà dư bánh số 5, là có hai bánh thì dư bánh số 5 đó, thì nó kêu mình đang dư bánh số 5, mình sẽ cho bạn cục số 5 đó, là cái bánh số 5 sẽ truyền vô cho bạn, là bánh số 5 của anh em sẽ lên 1. Và cái này hồi nãy bánh số 1 là đang dư hai cái, thì anh em sẽ, thằng bạn của anh em kêu mình đang thiếu bánh số 1, bạn có bánh số 1 không? Ồ, mình có, chuyển cái bánh số 1 này cho nó, trao đổi nhau, swap với nhau. Như vậy là bánh số 1 của anh em sẽ bị giảm xuống 1, nhưng mà bù lại thì bánh số 5 anh em sẽ có và thêm 1, tổng cộng anh em đủ full 5 bánh. Anh em sẽ đổi lên được cái bánh to và anh em mở. Đó là cái cơ chế, đó là như vậy. Ấy thì anh em có thể gửi cho bạn bè nha. Đây, cách thức để gửi cho bạn bè như sau. Thì vô cái chỗ này thì anh em sẽ chọn cái chỗ đầu tiên nè. Cái xanh đầu tiên mà như nãy mình nói nha, đó là bánh của tôi đó. Rồi, nhập vô. Thì ở đây có một vàng và một xanh. Thì anh em sẽ nhấp vô cái bục vàng này, tức là gửi cho bạn bè. Thì anh em nhấp vô. Cái này mình chưa nhấp bao giờ nên mình cũng không dám nhấp anh em ơi, thiệt luôn. Nhưng mà anh em thiếu bánh thì anh em nhấp thử đi, mình nghĩ là anh em nên nhấp thử. Mình cũng chưa nhấp bao giờ nhưng mà không biết làm sao luôn. Ở trên đây là cái gì ta? Trên đây là cái gì mà tạo mật mã mình cũng không nhớ nữa, mình quên bật phần mềm dịch rồi. Đấy. Thì kiểu là như vậy, thì nói chung là anh em có thể trao đổi bánh với nhau, swap với nhau, thiếu bánh nào thì bổ sung bánh đó, kiểu vậy. Bây giờ như anh em thấy là mình đang thiếu bánh số 1 rồi đúng không? Cho nên bây giờ mình cũng sẽ vô bot chat cũng như group các kiểu để mình
thông báo là ô mình đang thiếu bánh số 1, bạn nào dư bánh số 1 không, đã kiểu vậy. Mình sẽ chia cho anh em lại bánh số 4, à không, bánh số 5 chứ, bánh số 5, để mình xin lại một cái bánh số 1 là mình có thể xong được một cái bánh thập cẩm. Giờ mình sẽ mở được cái bánh thập cẩm đầu tiên. Thì đầu tiên như mình nói là auto sẽ được một cái danh hiệu với lại 50.000 vàng. Còn bắt đầu từ lần số 2 anh em mở thì sẽ được quà ngon nha. Đây, đó là toàn bộ hướng dẫn mà mình muốn hướng dẫn cho anh em cách chơi cái event này. Rồi, 20 phút thì cũng khá là dài rồi. Nó chắc là mình sẽ kết thúc luôn ha. Rồi, nói chung là nhìn chung thì cái event này nó rất là đơn giản thôi. Khi mà biết rồi thì rất là đơn giản. Thì đó là toàn bộ hướng dẫn của mình. Tổng cộng có 4 nội dung mình muốn nói với anh em. Hy vọng là anh em sẽ chơi được cái event này thật là trọn vẹn và mở được thật là nhiều phần quà nha. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi clip mình. Nhớ like, subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa like, chưa subscribe thì nhớ nhấn like, subscribe nha. À, clip này chắc là mình sẽ up vào group luôn ấy, cho nên là chúc anh em một gửi lời chúc đặc biệt tới tất cả anh em trong group nha. Trong group, tất cả anh em trong group luôn luôn là vui vẻ, sức khỏe và chơi game thật là vui vẻ luôn. Rồi, ok. Chúc anh em trong group luôn nha. Bye bye anh em.